con hổ vẫn còn quan tâm đến gã. Gã đang ở thất tháp cổ lưu giao chiến với bổn thần long và bị dân khôn ở tại đồng đàn. Đừng
khóc nữa, lon cô nương ơi đừng khóc nữa. Giữa lúc tôi sắp đi xa thì đôi mắt cô nương không còn ánh sáng, nhưng không còn nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thấm tươi. Tôi sắp phải đi xa, xa lắm. Dương Hồ Dũng, ông đã... Đừng, công tử. Ông đi thiệt sao ông? Chắc tôi không thể nào ở lại được. Vì xin các công tử hãy thương yêu và bảo vệ Phùng Cầm.